không thể nào mà tin được đây là khung cảnh của một tiệm buffet ở cuối giờ. Bình thường mình đi ăn buffet ở cuối giờ thì nó sẽ không còn cái gì hết. Với 139.000 thì thường vào cuối giờ sẽ còn cái mâm không hoặc là đồ ăn nó lèo tèo lắm mọi người. Bữa giờ nghe rất là nhiều bạn reviewer khen cái chỗ này rồi thì hôm nay mình đi thẩm thử thì ai dè là không thất vọng thiệt. Quầy đồ chiên và quầy đồ khô thì còn full và ngập quầy, chỉ có một điều khuyết điểm ở đây là không có cái máy làm nóng. Còn lại thì cái quầy lai và quầy đồ ăn rất là gọn gàng và sạch sẽ. Nước thì mình có ba loại là trà sữa Thái, Coca với lại trà tắc. Có 139.000 thì mình không nghĩ là họ đầu tư được cái không gian trên lầu như thế này. Kiểu như nó sang trọng, nó cổ điển mà nó thoáng mát lắm mọi người ơi. Và hơn nữa rất là sạch nha, cả nhân viên và thậm chí cả chủ quán còn ngồi xuống đất để lau nhà nữa cơ. Nếu mà không ngồi ăn trên lầu thì mình chọn ngồi ngoài sân như vậy cũng thoáng lắm. Tuy là đi vào cuối giờ rồi nhưng mà cả nhân viên và cả chủ quán đều rất là nhiệt tình. Đùi gà chiên bột là một cái món mình thấy khá là hiếm ở các buffet giá rẻ khác. Tiếc cái đồ chiên ở đây mà làm nóng nữa thì ngon hơn. Thật sự là bây giờ buffet giá rẻ thì tràn lan, không phải là chỗ nào cũng chất lượng được như vậy đâu. Để chọn cái chỗ này quay, thật sự là mình cũng đọc rất là nhiều bình luận và comment trên mạng rồi, mình thấy nó tích cực thì mình mới đi á. Nên là đối với cá nhân của mình thì đây là một trong những cái chỗ mà ngon nhất đối với giá buffet 139.000 đó. Thịt ở đây phải nói là ướp khá đậm, hay còn được gọi là hơi mặn một tí, nên là mình không cần chấm cũng được. Với cái giá này của mình thì sẽ không có hải sản nha, có bò tảng, sườn cây, thịt bò ba chỉ, nấm kim châm. Ngon nhất ở đây chính là sốt phô mai, còn sốt trứng muối thì thấy nó hơi bột một tí, tùy gu mọi người nha. Bình thường ăn đồ nướng xong thì ăn lẩu nó sẽ bị ngang á, nhưng mà thật sự là cái nước lẩu đây rất là thơm. Nó thơm chua mà nó cay nồng mà nó béo béo nhẹ nữa. Thật sự là bạn mình với mình trời, ta nói ăn cái lẩu nước lẩu này mà khen tấm tắc luôn á mọi người. À, ở đây còn có bán cả mẹt bún đậu dành cho 3 người, một mẹt là 145.000 nha. Mẹt 3 người nên nó rất là to luôn. Chủ ở đây là nguyên một cái gia đình người Hà Nội nên mình cũng rất là hy vọng đây là bún đậu làm gu chuẩn kiểu người Bắc. Mình sẽ có đậu, dồi trường, nem rán, chả cốm và thịt luộc. Nhưng mà phần lớn là chả cốm và nem rán hơi ít, hầu hết là đậu nhiều nha. Mắm tôm ở đây làm khá đậm vị, nó thơm và nó dậy mùi lắm mọi người. Miếng nem chua rán làm cái màu bên ngoài vàng cam rất là đẹp luôn. Cá nhân mình thấy thì bún đậu này nhỉnh hơn một số chỗ đó nha. Quán này nằm ở số 36/32 Nguyễn Gia Trí, nằm ngay góc ngã tư rất là lớn và to luôn nha mọi người, nhìn vào là thấy liền.